quả của những phá vỡ này thỉnh thoảng dẫn đến tình trạng nhiều người là tự vẫn mà chết. Ví dụ như cựu tổng thống Hàn Quốc đã phải tự tử vì không chịu nổi những nỗi đau tai tiếng về việc cáo buộc rằng ông là người tham nhũng, vợ con và ông được chứng minh là người nối kết với tham nhũng, vân vân. Những cái yên lặng về đêm, lắng nghe về đêm đã làm cho đêm trở nên dài hơn, mặc dù tính thời gian một giờ có 60 giây, một ngày có 24 giờ, một tháng có 20 mấy ngày, một năm có 350 mấy ngày là cố định. Ấy thế mà dưới sức ép của tâm lý đó, ta có cảm giác rằng là cái tính thời gian nó bị kéo giãn ra những sợi dây thun về. Do đó trải nghiệm nỗi đau về đêm làm cho nỗi đau khó có thể lặng yên được. Càng lắng nghe sự thinh lặng của ban đêm thì nỗi đau đó nó càng lớn lên. Cho nên tốt nhất là đừng trải nghiệm nó một mình, cũng đừng chia sẻ nó với người khác vào ban đêm, vì nó tạo ra những cái vấn nạn khác. Mà ta hãy tham gia vào các sinh hoạt để cho tâm của mình, thân của mình luôn luôn là động, có một đối tượng để hướng về, có một sự vật, sự việc để đặt lên nỗi vui, thì cái nỗi đau quặn thắt bên trong đó, nó sẽ được vượt qua bằng nghệ thuật thay thế. Quý bà, quý cô và chị em phụ nữ chung đó, thì thường bị nỗi đau cảm xúc khống chế nặng lắm. Và hậu quả của những nỗi đau này đó là những cái chứng bệnh lãnh cảm. Tỷ lệ của những cái chứng bệnh lãnh cảm ở người nữ đó, nó cao đến khoảng từ 60 đến 80 lần so với người nam. Tại vì dòng cảm xúc đó, là những hoạt động chính của người nữ, cho nên để ban đêm diễn ra với những dòng cảm xúc bế tắc đó, thì nỗi đau không bao giờ lặng tắt được. Đối với ban ngày thì sự thinh lặng là một tiến trình tương đối đó. Cái không gian của rừng sẽ làm cho chúng ta nghe được tiếng chim kêu, gió thổi, thông reo, suối chảy, róc rách, tiếng vượn, tiếng nai, tiếng sư tử, tiếng cọp, tiếng voi, tiếng bất cứ một động vật nào cũng làm cho chúng ta có cảm giác nghe rõ mồn một như đang diễn ra trước mặt mình. Mà đôi lúc đó cái khoảng cách vật lý nó có thể là 500 mét, một cây số, vài cây số, nhưng mà chúng ta có cảm giác đương chừng là nó đang xung quanh chúng ta, bởi vì sự thanh lặng của không gian yên tĩnh. Ở trong cái sự nhộn nhịp của ban ngày, xe cộ, tiếng người, sự nhộn nhịp mà ta vẫn quán được sự thinh lặng của nó, yên lặng của nó đó là một thách đố rất lớn. Thế gian có nói cái câu là thứ nhất á là gì, tu gì? Thứ nhất là tu chợ, thứ hai tu tại gia, thứ ba tu chùa. Cái không gian ở chùa nó thinh lặng hơn, do đó dễ tu hơn. Ở nhà đó nó cũng là một cái xã hội thu nhỏ, nếu có mâu thuẫn đó thì nó cũng đơn giản hơn, khoan nhượng hơn so với cái xã hội lớn của một cái chợ. Lợi nhuận đặt lên hàng đầu, lừa đảo để kiếm lợi nhuận đó, được xem như là một vài phương châm của những người không nghĩ đến cái cách thức làm giàu trên uy tín. Do đó mức độ xung đột, mâu thuẫn, loại trừ lẫn nhau rất là căng thẳng. Như vậy là cái không gian thuận lợi cho việc tu đó thì nó sẽ làm cho việc tu được tiến triển nhiều hơn. Nếu ta quán chiếu về cái không gian thinh lặng đó đó, cho ta cảm thấy thoải mái lắm. Rất nhiều Phật tử thuộc về hạng giàu sang phú quý, nhà có vài ba tầng, thậm chí có nhiều người có 5-7 căn nhà. Mỗi một căn nhà hoặc là mỗi một tầng lầu đều có bàn thờ Phật trang nghiêm. Cái góc không gian tâm linh đó rất là thanh tịnh, nhưng chúng ta vẫn có nhu cầu đến chùa.
Bởi vì cái không gian ban ngày hay ban đêm của chùa nó vẫn là vượt trội hơn là không gian ở nhà của mình. Và khi đến chùa như vậy đó, ta trải nghiệm cái không khí của Phật pháp, của lời kinh, tiếng mõ, tiếng chuông, mọi danh chấp gần như nếu có là không đáng kể đối với những người mới vào đạo ta. Còn vào đạo lâu có thực tập sâu sắc đó thì tất cả những cái thói quen của đời đó nó gần như nó lắng dịu hết. Giao tiếp với các pháp hữu, lòng ta có cảm giác hân hoan thoải mái. Còn ở nhà giàu có sang trọng cái nào nó cũng bị tù túng ở trong bốn bức tường đó. Cho nên là không gian yên tĩnh nó cũng khác biệt rất nhiều so với giữa đời và đạo, giữa tục lụy và giải thoát. Trong kinh có một đoạn mô tả khi mà vua A Xà Thế sau khi giết cha khởi lên một cái tâm hối hận, rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý như là điên dại. Sau khi tư vấn nhiều người lãnh đạo các tôn giáo mà không hài lòng, ông đã được cẩn thận Jivaka dẫn dắt đến gặp Đức Phật ở trong rừng. Theo truyền thống tâm linh của Ấn Độ đó thì tất cả mọi người đi thăm viếng những bậc tâm linh đều phải dừng hết tất cả những yên ngựa và phải đi bộ để bày tỏ lòng tôn kính ở mức độ cao nhất. Thì đi vào khoảng vài cây số như vậy đó, nhìn thấy cả mấy ngàn các vị tăng sĩ trẻ, mỗi người ngồi dưới một gốc cây trong sự thinh lặng của ban ngày. Một con muỗi, một con ruồi, một con ong bay qua thôi, ta cũng nghe được cái tiếng vo ve của nó. Lúc đó A Xà Thế được mô tả là rung bên trong, rung bên ngoài, dừng chân lại và hỏi: này cả thần Jivaka, có phải ngươi đang phục kích ta phải không? Jivaka nói: thưa đại vương, hạ thần này nào dám làm phản như thế. Hạ thần vì kính quý đại vương như là người thân của hạ thần, như là người ban ơn, cho nên thỉnh mời đại vương đến để chiêm bái Như Lai Thế Tôn, người đã dạy về nghệ thuật của sự thinh lặng, biết đâu sẽ giúp cho đại vương vượt qua được nỗi khổ về những gì mà đại vương đã làm. Giải trình như thế đã làm cho A Xà Thế có vẻ an tâm, đi vừa quan sát, vừa liếc, vừa chuẩn bị những phản ứng cần thiết để tự vệ. Nếu những nhà sư đó mà là những người may phục á, thì ông còn có đường để thoát thân. Và dần dà khi quan sát thấy gương mặt, ánh mắt, cái thể hiện của trạng thái tự tại giải thoát của từng nhà sư dưới một gốc cây đó, không phải là những người mai phục và biệt kích, tâm ông bắt đầu tươi mát, ăn qua hạnh phúc. Và khi đến gặp Phật, Đức Phật chỉ nói một bài kinh ngắn thôi, rằng là có hai hạng thánh trên cuộc đời này. Hạng một chưa từng tạo ra tội và lỗi từ lúc chào đời cho đến lúc qua đời. Hạng thứ hai đó là vấp ngã nhưng ý thức là mới vượt qua những cái trở ngại và không tái phạm trong tương lai. Rồi Đức Phật kết luận giữa hai hàng thánh đó, loại thứ hai là đáng trân quý. Ý Đức Phật muốn nói rằng là cái sai lầm đó, mặc dù nó không phải là thuộc tính nhưng mà nó gắn liền với cái tính cách của người phàm. Khi mà tham sân si ta không kiểm soát được, không chịu hóa được, thì nó diễn ra như là một phản ứng rất là tất yếu. Nhà vua nghe như vậy mới cảm thấy rằng là cái tội và lỗi mình bất hiếu với cha để đoạt ngôi đó có thể được sám hối, có thể được làm mới. Vì vậy đó cuộc đời của ông không phải là bỏ đi. Từ đó ông đã trở thành là một vị minh quân, một Phật tử rất là thuần thành.